khá là mập. Đó, thân to. Chắc củ cũng khá là đặc biệt này, thân to. Và đây là hoa nó từ dưới thế này nha cả nhà nha. Đây là hoa nó ví dụ nó nở thế này, nhưng mà nó khỏe thì nó phải nở cái này rồi đây. Cái này lại phát triển tiếp tiếp nha cả nhà nha. Cứ thế mà phát sinh phát triển và tùy mình chăm sóc. Nói chung là đất càng bùn càng tốt nha. Đó, cứ đất càng bùn càng tốt, càng tươi càng xốp càng tốt, là để nó mạnh hơn, phát triển ác hơn. Và cho cây to cao khỏe đẹp, đẹp dai. Và cao thì hoa càng nhiều, càng to. Đó, cho nên là cái này thì quá là đẹp, tuyệt đỉnh của những loại địa lan rừng Tây Nguyên. Thôi giờ nói ít mà làm nhiều. Chứ nói nhiều mà làm ít thì lại về đất nữa, vợ lại cho nằm rìa nữa. Ráng đào thôi, bị trưa rồi. Tét hết mồ hôi thế này chắc còn 32 kg cả nhà. Rồi, cô làm đi để được 50 kg. Hello cả nhà nha, hai vợ chồng mình chào cả nhà nha. Chào mọi người nha. Hôm nay hai vợ chồng lại đi đào địa lan hoa màu vàng. À, nói chung là hôm nay hai vợ chồng thì gặp một bãi luôn. Bãi này khó nhìn lắm. Bãi này khó nhìn lắm, tại vì nó mới nhú nhú ạ. Cũng khá là đẹp. Đây, để em cho mấy bà xem nha, cả nhà nha. Xem nha. Đó, mới nhú lên thế này. Có cây thì mới từ đất lên luôn. Đó, đây, đây là nó đấy cả nhà nha. Đó. Và đây nữa. Cây như thế này thì còn dễ thấy này. Đó, đây. Đây là cây mầm vừa mới nhú này, đây là mầm của nó này, à, là củ nó này. Nó có cả củ luôn này, để thay cả củ luôn. Đó. Cho nên là cái này thì mọi người lấy á, thì em có cắt cái phần gốc này nha. Phần gốc này là em cắt rồi nha cả nhà nha. Em cắt rồi, nhưng mà cái phần này thì em vẫn để này. Đó, cái phần này nó sẽ mọc lại và dài thế này nha, cho hoa cho cả nhà được ngắm nha. Đó, nói chung là cả nhà em có cắt phần đó thì cả nhà mong cả nhà xem. Nó còn phần nha, còn cái này thì không gửi được, gửi được là lát nữa. Như củ này này, em cho cả nhà xem này, như củ này bây giờ nếu mà nó mọc cao quá thành ra là nó sẽ cứng và nặng, cho nên nó sẽ bung chỗ này nha, cho nên là cả nhà sẽ không được chơi hoa cái nụ này nữa, cho nên là cần thiết em phải cắt cái này đi để nó không có độ lực để giật cái này gãy á. Đó. Em cũng muốn gửi cả cây dài như thế lắm, nhưng mà bắt buộc là phải cắt. Còn không cắt là cả nhà mình không được ngắm hoa đâu. Sang năm mới được ngắm, cho nên là bắt buộc em phải cắt nha cả nhà nha. Đây, rừng núi thiên nhiên đã mọc cỏ canh, cỏ cây nha. Cỏ dại rất là đẹp luôn. Xanh tươi bắt ngát luôn. Đó. Đấy, giờ thì hai vợ chồng cố gắng đào thôi, tại vì cũng nhiều một số anh chị đặt bên hai vợ chồng em, tại vì hôm qua thì hai vợ chồng cũng không kịp là mắc xới ruộng, cho nên là không kịp đi kiếm và đào, với lại kiếm nó cũng khó nữa. Mùa này thì nhiều lá cây mọc che hết, trừ khi là nó có hoa thì bọn em mới thấy, cho nên là mong mọi người thông cảm và chờ nha, là lát nữa thì ai có đặt hôm qua hôm kia là hôm nay sẽ có. Hôm nay vợ chồng em sẽ chia sẻ mấy anh chị đặt trước, còn mấy anh chị đặt sau thì có sau nhá cả nhà nhá. Đó, cả nhà lưu ý như vậy. Cả nhà nào chưa nhận thì alo em, hoặc là đã nhận thì cho em gửi lời cảm ơn và chăm sóc mấy em củ lan, đó là củ lan từ thiên nhiên và thiên nhiên ban tặng, và bọn em gửi gắm cho cả nhà mình chăm sóc và chiêm ngưỡng hoa. Đấy, bây giờ thì hai vợ chồng sẽ cố gắng kiếm thật là nhiều nha cả nhà nha. Nhưng mà không biết là được nhiều không, nhưng mà cố gắng. Con này mà nướng ăn cũng bài cả nhà. Có mang can nhỏ thì được, bắt nướng ăn luôn. Mọi người, giờ hai vợ chồng em đã gặp bài hoa củ trắng nha. Hoa trắng, củ nhỏ thôi. Cái dòng này đây, dòng này thì củ nó nhỏ hơn nha. Hoa nó cũng nhỏ. Hoa nó cũng nhỏ hơn, nhưng mà được là hoa trắng. À, hôm nay vợ chồng em gặp một bãi luôn. Đó, nói chung là đủ cả nhà, mỗi người một ít, siêu tầm.
giờ cũng buổi trưa đến 2 giờ rồi. Nói chung là nhìn là thôi giờ phải đào tranh thủ đã. Đây cả nhà nha, cô gái Tây Nguyên gửi Lan. Đó. Em gửi mang về cho mọi người đây. Mọi người, hoa rất đẹp luôn nha. Hoa này rất là đẹp nha, cây này là củ to thì hoa cũng to cả nhà. Và thân cũng to luôn, đó. Có thân rất là to luôn. Nó tùy theo mình chăm sóc cho cả nhà nha. Tại vì chỗ này là nó bám ở đất cứng này, nó cho nên là nó củ không được to và hoa không được to mấy. Chỗ nào nhưng mà hoa rất là đẹp to. Kia là hoa màu vàng, đó. Còn em sẽ vác cái bao này. Mọi người ơi, thương tâm bên nét nha, vợ cho vác một bao luôn. Rồi giờ hai vợ chồng về nhá cả nhà nha. Hello mọi người nha. Hôm nay vợ chồng em có một ít lan và có một lan độc lạ và một cục đá siêu vip Promat. Cục đá này nói chung là cũng hiếm hoi. Và một cây nhạn siêu vip và Ranu tận 6 vòi đó cả nhà. À, giờ em sẽ giới thiệu sơ qua cái phần lan em bảo là lan độc lạ. Đây nó y như giá hạt hay là phi điệp phi gì á cả nhà. Cái hoa này, cái lá này cũng như cái lan này cũng như nhất điểm hồng này, nói chung là nó phân vân, em cũng chưa đặt tên này. Một là em chưa đặt tên, hai là em cũng chưa biết mật bông nha cả nhà nha. Nhưng mà năm vừa rồi kia thì em cũng thấy nó có nhú mật bông rồi. Nhưng mà cái này là em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình xem về chăm sóc và trải nghiệm. Có biết là vừa là chinh phục được em nó không, hay là xem được bông mật em nó không. Đó, tại vì em cũng cái này là em thấy trên đồi, chưa em cũng chưa sưu tầm nó nha cả nhà nha. Đó, và hôm nay em có đai trâu này, cầm cù này, nhạn này, sừng trâu này, bích ngọc này, và can diệp này, và quế tím này, cúc áo. Đó, bây giờ không làm phiền cả nhà mình nữa. Bây giờ tích công lên đơn cho cả nhà mình sưu tầm. Đơn đầu tiên là hình số 1 là 150k cho đai trâu nhá. Có một cây đây, thân dừa. Nói chung là về chăm sóc và sang năm cho hoa thôi cả nhà nha. Đây, một cây. Cây thứ hai cũng siêu là xinh đẹp, xinh xắn nha. Đã cho mưa và mưa xuống đã nở căng. Đó, một cây có hai đột đây. Đó, một đột, hai đột đều đai trâu nha cả nhà nha. Đó, và cây thứ ba, đây, cũng đai trâu luôn. Và cây thứ tư, đây, cây đai trâu luôn. Và cây thứ năm, đai trâu luôn nha. Và cây thứ sáu, cây này thì nó lạ hơn và đẹp hơn nha, đây tím. Đó. Đây, rất là đẹp nha. Tại vì mưa cũng tới gọi là chưa đủ năng suất, cho nên là mấy em cũng còn từ từ rồi sẽ lên nha cả nhà nha. Đó là hình số 1. Và hình số 2 là 270k cho hình số 2 là nhạn chíp chíp nhưng bản lá rất là đẹp nha. Đó, thì cái lá đẹp thì tiền nó cao hơn nha cả nhà nha. Đây, cây số 1. Đây, cây này thì bị tự rừng nhá cả nhà nha. Ba cặp lá luôn. Đây, một cây và cái lá lồng lạ này. Một cây này. Cây thứ hai này. Đó. Cây thứ ba này bản lá bóng và ngắn dày, cực kỳ cứng luôn và đã cho hoa cả nhà. Đó, đã cho hoa nhỏ có vỏ nha. Đó, cây thứ ba. Và cây thứ tư này. Đó, xếp rất đẹp nha. Và cây thứ năm. Đây. Đó, cây thứ sáu. Cây thứ bảy. Và cây thứ 8, cây thứ 9, cây thứ 10 này là có hai đọt cả nhà. Đó, cây thứ 10 này có hai đọt đây. Cũng cho bụng nụ luôn nha cả nhà nha, cho nụ bông luôn đây. Đó. Cây thứ 10 này có hai đọt này. Đó, hình số 10. Đấy, hình số 2. Hình số 3. Hình số 3 là 100k thôi, cho một gần ký rưỡi luôn nha, cái lăn cúc áo này mà có 100k cho cả nhà mình. Đó. Và hình số 4 là nha. Nhạc này thì không được vip nha, cho nên là giá nó cũng rất là bao ok luôn. Nói chung nó cũng lỗi lầm này kia phức tạp. Nó nói chung cả nhà mình phải chăm thôi, tại vì giá rẻ nữa. Đó. Đây, cây đầu tiên, cây số 1 là có nụ luôn. Cây này là lỗi con ở trong rừng ăn rồi, cây này là khai thác về rồi. Một cây. Đây, cây thứ hai. Cây này thì khá ok, nhưng mà lá nó là hề mà lá mít dài. Đó, hai cây. Ba cây cả nhà nhá. Bốn cây. Đó. Và 5 cây, cái này là bị bò em ăn này, chứ không phải là lỗi lấy hoặc là khai thác gì.
Bò nhà em á, nói chung là cây này khá là đẹp, nhưng mà thôi, bò ăn thừa rồi thì không sao. Đó, cây này là 4 cây, 5 cây này, 6 cây cả nhà. Đó, khá là đẹp cây này. 7 cây này, 8 cây này, đó, 9 cây này, 10 cây này, 11 với cây rời nha cả nhà nhá, 11 với cây rời là 220k. Và hình số 5, hình số 5 là hình tổng hợp nha, 150k cho hình tổng hợp. Đó, một cơm cù lá mít rất là đẹp, đồ siêu đẳng cấp luôn cả nhà, về bỏ trọng này cơm đều. Đang bây giờ đang chuẩn bị hình như là có cây cũng cho bông rất cả nhà, tại vì nó cho bông quanh năm suốt tháng à, một khúc đây. Và này là khúc thứ hai đây, khá là đẹp nha, lên rất là đẹp luôn, khúc thứ hai. Đó, và cái thứ ba là sừng trâu, ba cây sừng trâu cả nhà. Đó, ba cây sừng trâu. Và loại thứ tư là bích ngọc, một cây này, hai cây này, đó, ba cây này thì to nhất này, bốn cây này, đó, bốn cây bích ngọc. Và cái thứ năm là cái sóc, chỉ duy nhất một cái sóc cả nhà nha. Và cây thứ sáu là hai cây nhất kim hồng. Đó, và hình này là hình số 5 này, và hình số 6 là hình số 6, hình này nhá cả nhà nha, hình số 6 là hình này là 100k cho cả nhà mình về chăm em này. Đó, khá là dài nhá, đó, khá là dài á, 100k. Và hình số 7 đó, cũng 100k luôn nhá. Đó, hình số 7 này cũng 100k luôn. Hình này thì bụi nó nhiều hơn, nhưng bản lá nó thì không tơ to bằng cái kia, cho nên là giá nó cũng nhau nhá cả nhà nhá. Đó, cũng 100k hình số 7. Và hình số 8 bụi này to hơn và nhiều hơn nhá, là 200k hình số 8 đây. Đó, to hơn và nhiều hơn là 200k. Đó, và hình số 9, hình số 9 là quế tím, 150k cho quế tím. Đây, em sẽ cho mình bắt xem quế tím mít chuột nha. Đó, bản lá ngắn, tròn, dày. Đó, 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp, 4 cặp, 5 cặp lá đây. Đó, máy em lá dài, em nói lá dài. Lá mít, em nói lá mít, lá su, em nói lá su nha. Đây, cây này thì bao đẹp luôn. Cái bác về chăm thôi là thân dừa. Đó, về là đúng bài luôn, một cây này. Chỉ duy nhất cái đó thôi nha mấy bác, cái này thì mít thường này, đó cái mít thường là khác nha, khác hoàn toàn luôn, cho mọi người xem này. Lá nó sẽ dài hơn và nó sẽ mỏng hơn, đó, và độ tròn nó sẽ không như nhau, chỉ có duy nhất một cây này thôi. Đó, cái hai cây này, này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, đó, sáu cây, bảy cây này, tám cây này, chín cây này, đó, 10 này, 11 này, đó, và 12 này, và một cái rời nha cả nhà nha. Đó, tổng cộng là 13 cây hết tất cả cho hình số 9. Và em sẽ giới thiệu cho mọi người cái cục đa này. Đây mấy bác, em cho mấy bác xem khung cảnh luôn. Nó pha với đèn nữa là nó đóm 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 rất là đẹp luôn nha. Đây. Đó. Đó, anh chị nào mà chơi cái này thì alo em nhá, alo vợ chồng nhà em nhá. Đó. Nóng máy rồi mới tắt đèn flash rồi, điện thoại em nóng máy tắt đèn flash rồi cả nhà. Cái cục đá này rất là đẹp nha, nó pha ánh sáng đom 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 luôn. Bây giờ không cần soi cái đèn nữa mà nó cũng đom đom rất là đẹp luôn. Cái cục đá này, cục đá quý. Và hình số 10, hình số 10 là 200k cho can diệp, thường gọi bọn em gọi là lan ma. Lan ma là nó không thấy lá, tại vì khó thấy lá này, khó nó thấy, cho nên là nó có mới để nó thành giống như ma đi chỉ thấy bóng. Là một khúc này, hai khúc này, ba khúc này, bốn khúc này, năm khúc này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, mười này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 khúc nhé cả nhà nha. Và hình cuối cùng là hình số 11, 1,2 triệu nha cả nhà nha. Cái này 1,2 triệu nha. Đó, anh chị nào mà chốt em này thì là 1,2 triệu. Còn mà có cũng có thương lượng, nhưng mà thương lượng là thương lượng nhẹ nha. Cái này là cũng là hàng hiếm rồi, tại vì dễ được có cái to rất là khó. Cái này là hai con, nhưng mà lúc lấy về thì bị bay đây. Cho mình bác xem nha. Đây, con thứ hai là bay này, còn con đầu tiên là cũng cho hoa luôn nha. Đây. Đó, thì cây này thì cây mẹ thì 6 bòi hoa nha, cho nên là giá nó cũng khá là tuyệt vời và cây cũng khá là to.
đây một cây này, một vòi này cả nhà, một vòi này nha. Đó, cho cả nhà xem từ từ. Đây hai vòi nha, đó hai vòi rồi nha cả nhà. Đây và đây này, ba vòi này, bốn vòi này, này năm vòi này, đây sáu vòi này. Đó, cây mẹ là tổng cộng sáu vòi đó. Cần cặp lá thì một cặp, hai cặp, ba cặp, bốn cặp, năm cặp, sáu cặp, bảy cặp, tám cặp, chín cặp, mười cặp, mười một cặp. Đó, mẹ thì tổng cộng là 11 cặp với cặp đất nha. Đó, thành ra là rất là cũng khá là tuyệt vời luôn. Nói chung lâu lâu thì mới có dịp nha cả nhà nha. Đó, anh chị nào mà chốt thì cứ alo trực tiếp vào chồng nhà em. Đó, rồi. Với lại địa lan nha cả nhà nha. Địa lan thì đó, bây giờ thì hiện tại em đang còn là địa lan hoa màu trắng nha. Còn hoa màu vàng thì đã hết rồi, còn anh chị nào đặt thì mai em lại cố gắng lấy và chia sẻ tất cả mọi người nha. Đó, nói chung là kệ đi, nói chung là cứ như thế. Anh chị mà chốt thì ví dụ dặn mấy ngày hôm trước á không có thì vợ chồng em đi gặt lúa, đi xới lúa để có miếng gạo miếng ăn cho sống qua ngày hả. Cho nên là mong mọi người thông cảm và ủng hộ vợ chồng em nha. Chào tất cả các bác.